Chào mọi người, sáng nay tụi mình lại gặp nhau. Trong clip của ngày hôm nay, Rose sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để trị thâm quầng mắt thật sự hiệu quả. Vậy thì Rose sẽ không nói nhiều về những cái nguyên nhân cũng như những cái cách khắc phục mà hầu hết mọi người đều đã biết. Rose chỉ focus vào hai nguyên nhân mà rất ít người để ý đến, và đồng thời là ba cách khắc phục mà cả Rose lẫn những bạn học trang điểm bên Rose đều áp dụng rồi và thật sự hiệu quả. Và các bạn nhớ là cuối clip này có quà, cho nên là hãy coi đến cuối clip luôn nha. Đầu tiên, cái nguyên nhân mà rất ít bạn để ý là do đi nắng. Thực tế mà nói, trong đi nắng có UVA và UVB sẽ làm tăng sinh hắc tố, cho nên là cái vấn đề thâm mắt của bạn nó sẽ sậm màu hơn nếu như bạn đi nắng quá nhiều. Và cái lý do số 2 là do các cái sản phẩm trang điểm mắt cũng như là kem nền vân vân, tất cả đều có chứa một lượng chì nhỏ. Vậy thì nếu như mình để nó trực tiếp lên trên này thì chắc chắn là cái vùng da mắt của bạn nó sẽ ngày một thẫm màu hơn. Thành ra là khi mà sử dụng đồ trang điểm, cái đó là về cái khắc phục. Ok rồi, vừa nêu ra hai lý do, bây giờ sẽ là khắc phục ha. Thì cái khắc phục đầu tiên của Rương khi đi nắng là lúc nào cũng sẽ đeo kính râm để mà cản tia UV, và tiếp theo là Rương không bao giờ quên thoa kem chống nắng cho mắt. Vậy thì cái cách mà Rương sử dụng chống nắng cho mắt nó cũng khá đơn giản. Ví dụ với một tuyết kem chống nắng ha, bóp ra xong rồi blend lên xong rồi bổ lên mặt. Vậy thì với cái lượng chống nắng mà bạn còn hơi ẩm ẩm ở tay á, thì bạn hãy nhắm mắt lại. Mình sẽ vuốt nhẹ nhàng cho mí trên cũng như mí dưới như vậy. Thì cái cách làm này, bạn vừa thoa được kem chống nắng cho mắt mà không sợ cái dung dịch chống nắng của mặt nó dính vào trong mắt và nó gây khó chịu. Rồi, một cái cách khắc phục tiếp theo ha, là Rương luôn luôn sử dụng kem lót thật kỹ cho vùng mắt. Cũng là sản phẩm kem lót cho mặt, nhưng cũng như hồi nãy, blend ra và vuốt cho cái vùng mắt như vậy, để mà những cái sản phẩm trang điểm mắt khi bạn đặt lên nó ít có cơ hội tiếp xúc với da mắt và gây thâm. Rồi, điều tiếp theo là khi tẩy trang. Ví dụ Rương nhớ có một đợt tôi tẩy trang bằng cái biện pháp thông thường là lấy cái miếng bông nhắm lại, mình sẽ tẩy mấy cái mascara đi như vậy. Thì khi mà mình tẩy như vậy thì cái mascara sẽ bị dính trực tiếp vào cái vùng da mắt, và nó cũng gây ra cái hiện tượng thẫm màu. Từ đó về sau thì Rương sẽ làm như sau ha. Gấp cái này lại hình tam giác để ở dưới đây, và mình sẽ làm ướt cái bông này bởi cái dung dịch tẩy trang mà mình sẽ vuốt xuống. Vậy thì cái mascara khi mà nó trôi đi, nó không bị dính vào cái vùng da mắt, chắc chắn là cái vùng mắt của bạn sẽ đỡ thâm hơn. Vậy thì cũng còn một phương pháp nữa mà tôi nghĩ là các bạn sẽ rất thích nếu như mà đến tối về tranh thủ tẩy trang rồi làm luôn, đó là cái biện pháp massage cho vùng mắt. Tại vì có rất là nhiều lý do gây ra cái tình trạng thâm mắt ở đây, và có thêm một lý do nhỏ nữa là do cái vùng này máu huyết nó lưu thông chưa tốt. Vậy thì cách bạn sử dụng là như sau ha. Bạn sử dụng một cái lớp dầu bạn đặt lên, và ở đây Rương có là cái ống serum dưỡng mi thuộc dòng hàng thiên nhiên của bên Rương. Bạn có thể sử dụng bất cứ sản phẩm dầu gì bạn thích, dầu ô liu, dầu argan, dầu rosehip, dầu jojoba vân vân, miễn là nó phù hợp với da của bạn. Bạn đặt khoảng mỗi giọt cho mỗi bên như thế này, sau đó thì lấy hai ngón tay co lại, sử dụng khối xương ở đây, rồi mình sẽ đặt lên đây dây và vuốt nhẹ, sau đó dây tiếp vào đây, đặt lên đây dây vuốt nhẹ dọc theo cái vùng xương hốc mắt vòng cung. Tương tự thì Rương đảm bảo là quá trình tẩy trang của bạn sẽ cực kỳ relax, buổi tối ngủ sẽ rất là ngon, và cái vòng mắt này dần dần nó cũng sẽ tan. Rồi, vậy thì đó là một chút những cái phương pháp mà Rương và các bạn đi học trang điểm bên Rương đều đã cảm nhận và thấy thật sự là hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn một cái phương pháp cuối cùng là các bạn hãy siêng uống nước ép cà rốt. Bản thân Rương thì cực kỳ ghét cà rốt cho nên là không áp dụng được cái đó. Nhưng mà nếu như bạn không dị ứng hay là ngửi mùi cà rốt mà bạn cảm giác không quá ghét thì bạn cũng có thể áp dụng cái phương pháp này. Tuy nhiên có một lưu ý là cà rốt uống nhiều sẽ gây vàng da, cho nên là tuần uống khoảng 3 lần thôi, đừng có ngày nào cũng uống nha. Rồi, vậy thì Rương hy vọng là clip này thực sự hữu ích với mọi người. Và nhớ liếc sơ qua cái caption của clip này, bởi vì một trong ba bạn may mắn nhất sẽ được nhận ba cái ống serum dưỡng mi. Chúc các bạn sáng nay vui vẻ. Bye bye. Là chủ đề về niềng răng, và hôm nay thì Rương sẽ nói về những cái bốn điều mà nha sĩ không bao giờ nói với bạn khi bạn đi niềng răng. Cái điều đầu tiên sẽ là cái thời gian niềng răng ha. Thì Rương biết có một số bạn sẽ tính gọi là vừa khớp khi tháo niềng